Hồ Vinh Hoa Tượng Kỳ Nhân Sinh Hồi thứ 15 Tờ báo làm chấn động toàn Thượng Hải Đội tập huấn Dưới sự chủ trì của Đồ Cảnh Minh Nghiên cứu kế hoạch tập huấn Đồ Cảnh Minh đặc biệt nghiên cứu Quy tắc chơi cờ và kỳ phẩm Ông nói Chúng ta là đội viên của đội tập huấn Nhất định nêu gương cho các kỳ thủ Không những kỳ nghệ phải cao Mà kỳ phẩm cũng phải cao nghiêm khắc chấp hành quy tắc cờ trong xã hội cũ cờ tướng khó đăng đại nhã chi được chơi cờ chỉ nói thắng thua giành khí công lợi dường như không nói tới quy tắc cờ lúc đó chỉ có rất ít quy định mà lại không khoa học không hợp lý mỗi địa phương cũng không thống nhất vì vậy không những không có lợi cho việc xúc tiến kỳ nghệ mà còn không có lợi cho sự đoàn kết của giới cờ lấy một ví dụ để nói tạ hiệp tốn hỏi thăm một số quốc gia Nam Dương và lúc đối cục với danh thủ qua kiều Trần Áo Tiều. Trần đã rơi vào thế bất lợi, phải thua. Nhưng ông ta đã dùng nhất tướng nhất sát để cầu hòa. Theo thói quen lúc đó ở nơi đó là có thể chấp nhận được nhưng theo quy định trong nước phải đổi nước đi. Thế là hai bên giữ lấy ý kiến của mình thậm chí đăng báo công khai phản biện nổi tới rất không thoải mái. Còn nữa, lúc đó đối cục không có giới hạn thời gian Thế là có người thấy mình sắp thua Đã cố ý không đi cờ Câu giờ vô hạn muốn đổ thừa Hiện giờ đã có quy tắc cờ tướng Chúng ta nhất định Phải tuân theo quy tắc huấn luyện theo quy tắc Tuân thủ quy tắc là một biểu hiện của kỳ phẩm cao Nếu quy tắc cờ quy định Mỗi nước đi có 2 phút Thì phải đảm bảo thi đấu tiến hành theo lịch Có người đề xuất Trong đội tập huấn Trình độ của đội viên không ngang nhau lúc đối cục có cần phải nhượng tử hay nhượng tiên không đồ cảnh minh nhận thấy nội bộ đội tập huấn huấn luyện nên được xem như là thi đấu chính thức phải nghiêm khắc tiến hành theo quy tắc thi đấu thi đấu chính thức là không có nhượng tử hay nhượng tiên vì vậy dù trình độ cao thấp thì cũng phải đi trước luân phiên sau khi quy định như vậy lúc tiểu hồ đối cục thì không thể bắt lão kỳ thủ nhượng tiên hay nhượng tử tiểu hồ nghĩ như vậy sẽ có tác dụng xúc tiến cực lớn Lúc trước Hà Thuận An Từ Thiên Lợi nhượng cậu hai tiên Cậu còn chống không nổi Hiện giờ đối cục thì độ khó sẽ càng lớn Nhưng không phải sợ Phải tiếp nhận khó khăn Đồ Cảnh Minh sắp xếp Kế hoạch huấn luyện cho các đội viên Bốn người là Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi, Trần Kỳ Và Tiểu Hồ đánh tuần hoàng Mỗi lần đánh xong 10 ván Sẽ đổi một đối thủ Như vậy mỗi lần đánh xong một lần tuần hoàng thì mỗi người đã đánh 30 ván cờ. Lúc đối cục, cục đầu tiên bốc thăm, mấy ván sau luân phiên cầm cờ đỏ đi trước. Đây là thi đấu huấn luyện, tất cả cũng phải tiến hành theo yêu cầu và quy tắc thi đấu. Kỳ phong của tiểu hồ lúc đó có chút manh động, rất cây cú, có trí tưởng tượng phong phú, thường không đi theo lối cũ. Nhưng đối thủ trong thi đấu huấn luyện không giống như những cao thủ nghiệp dư và kỳ thủ thiếu niên. Hà Thuận An từ thiên lợi có thể nhượng tiểu hồ hai tiên Trần kỳ cũng có thể nhượng tiểu hồ một tiên Tiểu hồ mặc sức cây cú trong đối cục Tiến hành binh sát Đi cờ cũng nhanh Đi tới cuối cùng vẫn là thất bại Mười ván đầu thua cho Hà Thuận An Mười ván kế tiếp thua cho Từ thiên lợi Cậu cảm thấy bình thường Vì trình độ cách biệt lớn Nhưng mười ván sau cậu cũng thua cho Trần kỳ Trong lòng có chút buồn rầu Không lẽ trình độ của Trần kỳ Cũng cách biệt hơn cậu Tục ngữ nói Đấu với cao thủ bỏ tay bỏ chân Không lẽ cậu phá không được quy luật này sao Vòng tuần hoàn đầu tiên Thành tích của cậu là con số không to tướng Huấn luyện viên Đồ Cảnh Minh Khi đăng thành tích lên Điểm số của Tiểu Hồ Từ đầu đến cuối đều là con số không Tiểu Hồ nhìn lên bản thành tích Cảm thấy phát sốt Cậu nghĩ đây là lần thất bại Từ trước đến giờ chưa từng có Dù là tham gia đắc ý lầu Giải lôi đại của đại thế giới cũng được tham gia giải cờ tướng thiếu niên toàn thành cũng được cậu đều thắng lợi dường như là vị tướng bách chiến bách thắng không ngờ tiến vào đội tập huấn lại mất mặt như vậy đây là vấn đề gì là kỳ lực không đủ vấn đề trình độ hay là vấn đề khác cậu đem những vấn đề này đi thỉnh giáo huấn luyện viên đồ cảnh minh đồ cảnh minh chỉ ra ưu điểm của cậu trước dám nghĩ dám làm không sợ kẻ mạnh không theo lối cũ có cách đi của mình sau đó chỉ ra Cậu đi cờ quá nhanh Không đủ cẩn trọng Đoạn lại nói Chơi cờ cũng giống như chúng ta làm bất cứ việc gì Đã làm đều muốn thành công thắng lợi Làm việc phải giải quyết từng vấn đề một Chơi cờ cũng phải từng bước từng bước chiến thắng đối phương Theo đó mà nói Mỗi lần đi một nước cờ Thì nên suy nghĩ xem Đó là một bước dẫn đến chiến thắng Phải vô cùng cẩn thận Sau khi tính toán kỹ càng hãy đi quân Đương nhiên cũng có vấn đề về kỳ lực và trình độ nếu mỗi nước cậu đi đều suy nghĩ kỹ càng sau cùng cũng là thua thì đây là vấn đề trình độ vì hạn chế về trình độ nên nghĩ không được nước đi lý tưởng nhất sự phát triển theo nguyện vọng chủ quan và thực tế khách quan chứ phải là hoàn thiện chứng tỏ công phu của bản thân vẫn chưa tới nơi tới chốn ta à, kiến nghị cậu nghiên cứu lại những ván cờ đã đánh đi lại từ đầu quan sát xem rốt cuộc đã đi sai nước nào tìm ra chỗ thua cờ Như vậy có thể dạy chỗ nào khôn chỗ đó Từ từ nâng cao trình độ Chỉ cần cậu dùng thái độ này đi cờ Nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh Đánh bại đối thủ của cậu Sợ nhất là đi cờ không động não Tùy tiện đi, đi cờ rất nhanh Thua rồi lại không nghiên cứu lại Hồ lý, hồ đồ Không hề rút ra bài học Thái độ như vậy Mãi mãi không thể nâng cao Nếu dùng thái độ này để làm việc Công việc nhất định sẽ làm không tốt sau cùng ông khích lệ tiểu hộ khen cậu là tiểu kỳ thủ rất có triển vọng bảo cậu đừng vì tạm thời đánh không lại lão kỳ thủ mà nản chí bảo cậu nghiên cứu tỉ mỉ những cuốn kỳ nghệ kinh điển như quốc trung bí mai hòa phủ từ trong nghiên cứu mà mở mang được tầm nhìn từ đó mà lập được cơ sở vững vàng về bố cục trung cục còn nói cậu ta lúc còn nhỏ nên nghiên cứu nhiều lần quốc trung bí và mai hòa phủ mới có thể nâng cao kỳ nghệ trong đội tập huấn có hai cuốn sách này Bản thân có thể dành ra thời gian để tham khảo Ý kiến của Đồ cảnh minh khiến tiểu hồ sáng dạ Tỉnh hảo thắng của tiểu hồ rất mạnh Đồng thời cũng rất khiêm tốn Để nâng cao kỳ nghệ thắng lão kỳ thủ Không để xuất hiện các con số không Trong các lần thi đấu huấn luyện Cậu ta còn học hỏi thêm Ở Hà Thuận An từ Thiên Lợi và Trần Kỳ Ý kiến của Hà Thuận An Giống với ý kiến của Đồ Cảnh Minh Từ Thiên Lợi và Trần Kỳ nhận thấy cậu tính toán không đủ tinh tế còn nói tuổi tác còn nhỏ trực giác còn ngắn thua cờ cũng không phải là lạ không được để thua mà làm mất lòng tin nhưng tiểu hồ thề trong lòng nhất định phải đuổi kịp và thậm chí vượt hơn họ trong thời gian ngắn thế là cậu nghiên cứu các tượng kỳ cổ phổ như quốc trung bí mai hòa phổ và thao lực huyền cơ như đối như khác ban ngày thi đấu huấn luyện ban đêm nghiên cứu lại các ván cờ chủ nhật cậu cũng không về nhà một mình ở trong đội cờ nghiên cứu Cậu cảm thấy chủ nhật yên tĩnh nhất Trong đội cờ một người cũng không có Đây là thời cơ lớn để nghiên cứu cờ Để không làm ba mẹ lo lắng Có khi cậu về nhà một chút Rồi quay trở lại đội cờ Mẹ nói với cậu Con cần chi phải học bán mạng vậy Chủ nhật nên nghỉ ngơi thôi Người ta há chẳng phải để về nhà nghỉ ngơi sao Mẹ không giấu gì mẹ Con muốn đuổi kịp và thậm chí vượt qua lão kỳ thủ Trong thời gian ngắn lần đầu thi đấu huấn luyện con đã đánh 30 gián nhân đều thua trong bản thành tích của huấn luyện viên con đều bị điểm không không được hay lắm từ khi con đánh cờ đến nay chưa bị bại thê thảm như vậy đúng là nỗi nhục rất lớn con không muốn con tiếp tục như vậy được nữa con không thể không tranh thủ vượt qua họ được tiểu hộ vô cùng kích động dường như là đang thề với cha mẹ vậy ba cười an ủi nói tịnh hạo thắng của đứa con dinh qua này mạnh thua không phục như vậy có thể thúc nó mau tiến bộ mẹ nói nỗ lực tiến bộ tuy tốt nhưng cũng không thể không nghỉ ngơi được nên nghĩ thì phải nghĩ chỉ cần lúc lên lớp nỗ lực thêm thế là tốt rồi tiểu hồ không đồng ý ý kiến này của mẹ giải thích mẹ mẹ không biết đạo lý thêm một chút nỗ lực là thêm một chút thành quả sao nỗ lực cũng có phân loại có nỗ lực bình thường cũng có nỗ lực hơn người mẹ muốn hơn người ta chỉ là nỗ lực bình thường là không được bởi vì người ta cũng đang nỗ lực Phải nỗ lực hơn người mới có thể vượt qua người ta Mẹ cũng đã từng nói là Một người phải chăm chỉ thường xuyên sao Đây là đúng Chăm chỉ do nỗ lực Cách nói không giống nhau Nhưng ý nghĩa là như nhau Rất nhiều người thành đạt trong sự nghiệp Cũng đều là vô cùng chăm chỉ nỗ lực Lấy Dương Quang Lân Quán quân cờ tướng toàn quốc làm ví dụ Có thể nói là ông ta vô cùng chăm chỉ nỗ lực Còn sau này muốn tranh đoạt quán quân toàn quốc Mẹ, mẹ nói con không đặc biệt chăm chỉ nỗ lực Có được không Mẹ đã bị thuyết phục Nói với Tiểu hộ. Con trai tốt của mẹ Con thật giỏi, mẹ đã phục con rồi Đệ đệ Sao em lại có thể thua thê thảm Trong thi đấu huấn luyện vậy Chị cảm thấy rất kỳ lạ Em đã từng liên thắng bất bại trong giải thi đấu thiếu niên toàn thành Vinh quang biết bao Em cũng đã từng đánh thắng lão kỳ thủ Trần Sương Vinh Cầm quà được lão tiền bối tại hiệp tốn kỳ đạn tổng tư lệnh Và đậu quốc trụ lão sư Lẽ nào trình độ cờ của em bị thụt lùi sao Chị thấy em bị thua như vậy Cũng không phục Tiểu hồ nhẫn nại giảng giải Tỷ tỷ Chị nghĩ như vậy cũng không phải là lạ Chị không phục tự bản thân em cũng không phục Nhưng thật lòng mà nói Hà lão sư từ đại ca Trần đại ca đích thực là cao cờ hơn em Họ không như thiếu niên kỳ thủ Thiếu niên kỳ thủ thua họ rất xa Họ cũng không như lão tiền bối ta hiệp tốn Đậu quốc trụ Trần sương Vinh Vì lão tiền bối tuổi tác đã cao kỳ lực không như lúc trẻ Vì vậy em thua họ cũng không phải là lạ Chỉ là em chưa từng nghĩ qua là phải ăn quá nhiều trứng vịt Bởi vậy em rất không cam tâm Em hạ quyết tâm muốn trong thời gian ngắn vượt qua họ Nếu ngay cả họ cũng thắng không nổi Vậy thì em sau này làm sao mà tranh đoạt quán quân toàn quốc được Tỷ tỷ vỗ tay khen hay Đổi Biểu hiện của em rất tốt Đợi em thắng được họ Chị sẽ nhờ mẹ làm món ngon Chúc mừng em tại nhà ấy tỷ tỷ hạ tất phải như vậy thắng được họ trong lúc thi đấu huấn luyện đáng để chúc mừng sao em thấy không cần nếu muốn chúc mừng em thì hãy đợi đến khi em đoạt được quán quân toàn quốc cái đã mục tiêu của tiểu hộ là quán quân toàn quốc thi đấu huấn luyện không đáng gì cả thông qua nghiên cứu cổ phổ tiểu hộ như được soi sáng đối với những nước đi nhiều biến hóa kỳ diệu thâm sâu ta phải tính toán kỹ càng cẩn thận mới có thể phát hiện chỗ kỳ diệu thế là cậu đem các thế cờ đặc sắc như ô long bãi vĩ tứ tốt công tâm thất cầm thất túng ô dàng đại chiến ghi nhớ trong lòng đồng thời hiểu thấu mọi bố cục kỹ xảo trung cục sát pháp và tàn cục thủ đoạn không những như vậy cậu còn nghiên cứu thêm biến hóa trong kỳ phổ từ một một biến hai biến thậm chí nghiên cứu tới bảy biến tám biến từ đó cậu mỗi lần đi một nước không được chỉ suy nghĩ một cách ứng phó mà phải đồng thời suy nghĩ bốn năm bốn năm cách hay thậm chí là bảy tám cách ứng phó đối thủ nghĩ tới đâu cậu cũng đã nghĩ tới đó đối thủ nghĩ không tới cậu đã nghĩ tới rồi vì vậy cậu thường có thể đoạt được chủ động và ưu thế ở những chỗ đối thủ không để ý một ngày cậu đụng phải Hạ Thuận An trong thi đấu huấn luyện vị lão kỳ thủ này trong đội tập huấn là cao thủ tuyệt đỉnh tiểu hồ đi sau cầm cờ đen như vậy càng thêm khó nhưng cậu không hề sợ hãi rất tự tin muốn đánh thắng ván cờ này đem bản lĩnh đã khổ luyện ra đấu thử Hà Thuận An nước đầu đi Đương đầu pháo Tiểu hồ Đổi phải ứng pháp của đương đầu pháo khai cục Đã quá hiểu biết Mã hai tấn 3 Là một trong các ứng pháp Theo đó mà đi Đỏ cũng nhảy Mã hai tấn 3 Sau đó tiểu hồ Đi không giống nhau Trong mỗi ván Biến hóa rất nhiều Lão Hà Cũng đi không giống nhau Trung cục Đấu công lực với nhau Từ nước thứ 21 Tốt 7 tấn 1 Hai bên Đi những nước kỳ diệu Thú vị một lúc đỏ được quân một lúc sau đen ăn lại lúc chiến đấu sông phương có một tốt qua sông cuối cùng cấu thành hòa cục xe pháo tốt đổi xe pháo tốt hay hay hôm nay tiểu hồ đánh ra trình độ đầu đó hà thuận an không ngại lớn tiếng khen điều này đã gây nên niềm vui của toàn đội trước tiên là huấn luyện viên đồ cảnh minh chạy qua xem hòa cục vui vẻ nói ồ oh, đã qua rồi ý dáng này lão hà cầm quân đỏ Ông đưa tay vỗ vai Tiểu Hồ Tiểu Hồ gần đây vô cùng nỗ lực Công phu không thua người Đừng nghĩ là qua cờ qua cờ này đã nói rõ vấn đề Cờ của Tiểu Hồ đích thực đã mạnh lên rồi Tiểu Hồ nói với Hà Thuận An Hà Lão Sư Chúng ta nghiên cứu lại xem Để coi có chỗ nào không ổn không Thế là hai người Đi lại từ đầu từng bước từng bước một Đồ cảnh minh đứng một bên nhìn Hai người nhìn qua nhìn lại Cũng không tìm được chỗ sai Đồ Cảnh Minh còn nhận thấy ván cờ có trình độ này Tiểu Hồ ứng phó đúng cách Mới có thể đi thành hòa cờ Lão Hà cũng đánh có công phu Không hề có sự khinh địch Xã trưởng và lãnh đạo biết được cũng vô cùng mừng rỡ Nói Tiểu Hồ sau mấy tháng trời nỗ lực Tiến bộ rất nhanh, rất là hay Từ Thiên Lợi và Trần Kỳ Thấy Tiểu Hồ đi được ván cờ hay như vậy cũng vui lây Nhưng Họ vẫn cảm thấy ván cờ này có tính ngẫu nhiên Nên không vội bình luận sau đó tiểu hồ đối cục với tự thiên lợi trần kỳ trước pháp của tiểu hồ khiến họ đoá mắt tiểu hồ từ hòa cờ đến thắng cờ lại từ thắng ít đến thắng nhiều tên của cậu trong bản thành tích càng ngày càng ít gặp con số không từ lúc đó không ai cảm thấy là ngẫu nhiên nữa nhật trí công nhận tiểu hồ đích thực đã trưởng thành rồi thế là xã trưởng đề xuất với huấn luyện viên và lãnh đạo tiểu hồ tiến bộ nhanh như vậy có thể chỉ trong vài tháng đã có thể theo kịp thậm chí vượt qua lão kỳ thú đã có mấy chục năm tuổi cờ hy vọng toàn đội tổng kết lại tiến trình của cậu ta huấn luyện viên và lãnh đạo triệu tập mọi người mở cuộc họp kêu tiểu hồ nói về ý kiến của mình tiểu hồ nói thật lòng nghe cháu có được chút tiến bộ nhưng nếu muốn cháu phát biểu ý kiến cháu cảm thấy không có gì đáng nói cả nếu nói về sự tiến trình vậy thì chỉ có bốn chữ chăm chỉ nỗ lực cháu nghĩ chỉ có nỗ lực không còn phương pháp nào khác có người nói cháu đầu óc thông minh là thiên tài cháu thì không nghĩ như vậy nếu cháu là thiên tài thật sự tại sao cháu lại ăn liền mấy trứng vịt chứ lời nói của tiểu hồ tuy ngắn gọn nhưng đã nói rõ vấn đề nhận được sự công nhận đồng loạt từ đó tiểu hồ càng giỏi hơn mỗi chủ nhật vẫn tiếp tục nghiên cứu kỳ nghệ ba cậu thấy cậu mấy tháng liền đều liều mạng luyện cờ đã hỏi cậu vinh qua thế nào rồi con đã tốn nhiều công phu như vậy đã tiến bộ chưa? Tiểu Hồ không muốn khoe thành tích và tiến bộ của mình trước mặt ba mẹ. Cảm thấy thắng mấy ván cờ trong thi đấu huấn luyện chẳng đáng gì. Đã nói với phụ thân. Có chút tiến bộ, không thua nhiều như trước nữa. Mẹ cậu nói. Có chút tiến bộ là được rồi. Tuổi tác của con nhỏ hơn họ nhiều. Có thắng có thua với họ là giỏi rồi. Con chủ nhật được nghỉ thì nên nghỉ thôi. Mẹ, không thể nói như vậy. Như vậy là yêu cầu đối với bản thân không cao không nghiêm Không thành được đại nghiệp Tiểu hộ không khách khí với mẹ Ba cậu cảm thấy tiểu hộ Nói vô cùng có lý Nên ủng hộ và khích lệ Đoạn nói Vinh Hòa nói đúng đó Chúng ta phải ủng hộ con Không được kéo con lại Ta biết bà yêu thương đứa con của mình Sợ nó sẽ mệt Nhưng bà phải biết Có rất nhiều ba mẹ Vì quá yêu thương con mình Ngăn cản con Rốt cuộc làm hỏng mất tiền đồ của con Chúng ta không nên như vậy bản thân vinh hoa muốn nỗ lực thì phải khích lệ con con có khổ thêm có mệt thêm cũng không được kéo chân con lại tốt quá tốt quá lão đầu tử ta biết rồi ông thì khích lệ con lẽ nào ta lại không thích lệ con sao mẹ vỗ lưng tiểu hồ tiểu hồ con ráng cố gắng mẹ sẽ không kéo chân con lại đâu chớp mắt đã đến mùa xuân năm một nghìn chín trăm sáu mươi thành phố thượng hải trước khi olympic toàn quốc khai mạc đã cử hành giải cờ tướng thành phố thượng hải mang tính chất của giải tuyển chọn chuẩn bị người tham gia vào giải cờ tướng toàn quốc vì vậy toàn thể cao thủ của thành phố thượng hải bất luận tuổi tác lớn nhỏ đều được tham gia cạnh tranh lẫn nhau đội viên của đội tập huấn đương nhiên đều tham gia hết giải đấu chia ra hai vòng vòng loại và vòng quyết đấu tiểu hồ cảm thấy đây là cơ hội rất tốt để kiểm tra kỳ lực bản thân cũng là lửa thử vàng đối với bản thân trước thềm olympic toàn quốc cậu hạ quyết tâm phải đạt được thành tích tốt Vòng loại cậu quá quan trạm tướng Thuận lợi vượt qua Đến vòng quyết đấu Cậu và lão sư của mình Hà Thuận An gặp nhau Cậu rất có lòng tin Thông qua bốc thâm Tiểu hồ cầm cờ đỏ đi trước Cậu biết Hà Thuận An Đối với khai cục có sự nghiên cứu rất sâu Nhất là đối với ngũ thất pháo Ngũ thất pháo tấn tốt bạc Tiểu hồ quyết định dùng trung pháo khai cuộc Nước đầu đi pháo hai bình năm Hà Thuận An ứng mã hai tấn bạc tiểu hồ cũng nhảy mã hai tấn ba lúc này hà thuận an ngưng lại suy nghĩ một hồi nên đi bình phong mã hay đơn đề mã đây kết quả đã đi biên mã tám tấn 9 như vậy đèn chỉ có hữu mã giữ trung tốt cổ xưng hữu đơn đề mã nếu đèn nhảy mã tám tấn bảy trước rồi nhảy mã hai tấn một thì gọi là tả đơn đề mã cũng giống như bình phong mã đây là cách đối phó với trung pháo tiểu hồ đối với đơn đề mã sớm đã thông thạo bèn lập tức đi, xe phải 1 bình 2. Lúc này, đèn không đi xe 9 tấn 1 hay xe 9 bình 8 mà đi pháo 8 bình 6. Tiểu Hồ nhận thấy pháo 8 bình 6 không bằng xe 9 tấn 1 hay xe 9 bình 8. Cậu nhớ là có nhiều danh thủ cũng đi xe 9 tấn 1 hay xe 9 bình 8, bởi vì đi như vậy biến hóa khá nhiều. Thế là Tiểu Hồ đi tốt giữa. 5 tấn 1. Đèn đi tượng 3 tấn 5. Tiểu hồ nghĩ Đèn phi tượng tuy cũng được Nhưng không bằng đi trùng pháo phản kích thân. Thế là tốt tiếp tục thằng 5 tấn 1 Ép tốt đèn 5 tấn 1 ăn tốt Xe đỏ thừa cơ 2 tấn 5 quá hạ Lúc này đèn cố nhiên lên sĩ 4 tấn 5 Mà không đi tốt 5 tấn 1 Khiến xe đỏ đứng ngay hạ khẩu của bên mình Bàn đầu mã do vậy Không thể qua hạ Bắt mã bát tượng phát huy thể công trong lòng tiểu hồ có chút vui thừa cơ phát huy thế công cấu thành liên châu diệu trước đèn khó mà tiếp giá hà thuận an suy nghĩ khổ sở vẫn nghĩ không ra phương pháp lật ngược tình thế lúc này công chúng đã vây chặt muốn nhìn vị quốc thủ đỉnh đỉnh đại danh còn có thể cản trở sự tấn công của tiểu tướng không lúc hà thuận an nhận thua khán giả đều đồng thanh khen ngợi tiểu hồ đứa trẻ này có thể đánh bại lão tướng hà thuận an rất không đơn giản Hà Thuận An từ dòng loại đến dòng quyết đấu không thua dáng nào, nhưng rốt cuộc lại thua Tiểu Hồ thí sinh trẻ tuổi nhất. Đây là tính đặc biệt của lần giải đấu này. Hà Thuận An là lão sư của Tiểu Hồ, nằm trước lão sư nhường Tiểu Hồ hai tiên, Tiểu Hồ cũng đánh không nổi. Bây giờ tốt rồi, lão sư lại có thể thua học sinh trong một giải đấu chính thức này rồi. Đứa trẻ này tiến bộ rất nhanh, vô cùng ít gặp. Tiểu Hồ đề nghị nghiên cứu lại ván cờ. Điều này trở thành thói quen của cậu, dù thắng thua, cậu cũng phải nghiêm túc nghiên cứu. Hà Thuận An lão sư của cậu đương nhiên tán đồng Thế là thầy trò hai người Sắp cờ lại từ đầu Khán giả đối với điều này rất có hứng thú Đều nhìn xem tại sao vị lão sư này Lại thua học sinh À thì ra là trung pháo trực xa Đối đơn đề mã bố cục Khán giả có người lặng lẽ nói Lúc đi đánh đen Pháo tám bình sáu, Tiểu hồ nói Hà lão sư nước này nên đổi thành Xa 9 tấn 1 hay xa 9 bình 8 có tốt hơn không Đúng vậy, đúng vậy Sau khi ta đi pháo tam bình sáu Có chút hối hận Hà Thuận An gật đầu đồng tình Nói thêm Xem ra đạo đội dây bố cục này Đã có sự nghiên cứu rồi Đâu có Cháu chỉ là xem thao lược quyền cơ thôi à Tiểu Hồ Kim Tổng nói Khán giả đều gật đầu mỉm cười với Tiểu Hồ Lúc đi đánh nước sĩ đen Bốn tấn năm Tiểu Hồ lại nói Hà lão sư nếu đi tốt năm tấn một sẽ như thế nào Hà Thuận An xem xét tỉ mỉ nói Như vậy xe đó sẽ phải ăn mất con tốt này Tiểu Hồ nói À đúng vậy nhưng nếu đã ăn tốt sẽ không tốt Bàn đầu mã sẽ không thể nhảy qua sông bắt mã bắt tượng rồi Lúc này Hà Thuận An đã ngộ ra nói Ồ à, đúng rồi đúng rồi Ta lúc đó đã hồ đồ như vậy đã vô tình đi một bước lên sĩ liền bị động Xem ra nước này là nước bại ừ, Có thể như vậy Nhưng sau đó không biết đen còn có phương pháp nào để giảng hồi không Tiểu hộ nhẹ nhàng nói Thế là hai người xếp lại lần nữa Nhưng đi thế nào cũng không được Hà Thuận An chỉ có thể khâm phục mà nói Tiểu hộ Cháu đi rất tốt Xem ra cháu đã tiến bộ thêm rồi Tiểu hộ nhận được sự khen ngợi của lão sư nên biểu thị như thế nào tự nhận cờ của mình đã tiến bộ rồi tự mãn hay không công nhận cờ mình đã tiến bộ cũng không thỏa đáng bèn nói gần đây cháu nghe được lời nói của hà lão sư và đồ lão sư xem thêm nhiều kỳ phổ nhất là cổ phổ từ đó học được một số trước pháp hiểu thêm một ít kỳ lý đối với cháu rất tốt khán giả có người lặng lẽ nghị luận đứa trẻ này đứng trước thành tích của mình điều đầu tiên nghĩ là sự giúp đỡ của lão sư một chút cũng không tự mãn đạn quy đứa trẻ đánh cờ giấu như vậy xem ra có liên quan đến tố chất bản thân cậu ta tôn trọng lão sư khiêm tốn hiếu học vô cùng nỗ lực đây là nguyên nhân cơ bản của sự tiến bộ rất nhanh của cậu đó Trong tài cầm bản thành tích thống kê thứ hạng của vòng quyết đấu hà thuận an chỉ thua một quán xếp hạng nhất tiểu hồ thua một quán và một quán xếp hạng nhì khán giả lại rối rít nghị luận nhận thấy tiểu hồ tuy được á quân nhưng cậu đánh bại được quán quân thực lực của cậu đã cao hơn quán quân tiếng là á quân miếng là quán quân điều này khiến các phóng viên cảm thấy hứng thú làm thành văn bản khi đăng báo về tình hình giải đấu và nhìn thấy sự miêu tả về biểu hiện xuất sắc của tiểu hồ giới cờ thượng hải liền chấn động danh tiếng của tiểu hồ ở thành phố thượng hải nhà nhà đều biết tại lễ bế mạc long trọng Lão tiền bối của giới cờ tại Hiệp Tốn Đậu Quốc Trụ cũng đều tham dự Đậu Quốc Trụ cũng là lão sư của Tiểu Hồ Tùy khoảng cách đường xa Cơ hội Tiểu Hồ thịnh giao khá ít Nhưng tình hữu nghị của hai thầy trò vẫn được duy trì Vị lão sư đầu tiên của Tiểu Hồ Là Đậu Quốc Trụ Hai người cũng đã đánh một ván hòa cờ Đậu Quốc Trụ vẫn còn nhớ trong lòng Ông và tạ Hiệp Tốn gặp mặt Sau khi Hàng Huyên đã nói về Tiểu Hồ Một cách tràn đầy tình cảm Ông nói Tiểu hồ lần đầu đến nhà ta chỉ mới có mười tuổi, học cờ không lâu. Ta đã nhượng tiên và cậu ta đã có thể cầm quà ta. Lúc đó ta thấy được khí chất của đứa trẻ này là nhận thấy cậu ta rất có tiền đồ phát triển. Lời của đạo quốc trụ càng khuấy động cảm tình của tạ hiệp tốn, ông nói. Rất có ý nghĩa, tiểu hồ đã đánh một gian quà cờ với ông và cũng quà với ta. Lúc đó là ngày kết thúc dòng quyết đấu giải cờ tướng thiếu niên toàn thành Ta đã cảm thấy đứa trẻ này rất dối Chuyện cũng đã qua hai năm rồi Cậu ta đã có thể đoạt được thành tích tốt trong một giải đấu Có sự tham gia của các kỳ thủ thành danh toàn thành như vậy Cao thủ Hà Thuận An cũng thua cậu ta Lúc trước ta đã nhận thấy cậu ta rất có tiền đồ phát triển Nhưng không ngờ cậu ta đề cao nhanh như vậy Tốc độ đề cao của đứa trẻ này làm người ta kinh ngạc Năm nay cậu ta chỉ mới hơn 14 tuổi thôi lúc ta còn như cậu ta bây giờ Dành thủ lúc đó châu quán văn nhượng hai tiên ta đã chống không nổi đến mười tám tuổi mới vượt qua được ải nhị tiên đậu quốc chủ hồi tưởng lại tình trạng lúc nhỏ theo châu hoán văn học cờ ta hiệp tốn cũng nhớ lại quá trình học cờ từ nhỏ cho đến hiện giờ ông càng cảm khái nói ta trả đời năm một nghìn tám trăm tám mươi tám lúc đó còn là triều thanh sau này trải qua thời kỳ quân phiệt Thời kỳ dân quốc Thời kỳ kháng nhật Cho đến hiện tại thời kỳ tân Trung Quốc Các danh thủ mấy thời kỳ trước tân Trung Quốc Ta đều biết cả Không một ai ở vào độ tuổi của tiểu hồ Có thể đạt được trình độ như tiểu hồ vậy Lấy ta ra mà nói Cũng được xem là nhân tài cờ tướng Mỗi người đề cử ta là kỳ đàn tổng tư lệnh Nhưng lúc ta 16 tuổi Đã đấu với danh thủ lâm vật tiền bà giang đều bại cả bà gián Đến năm 1909 Lúc hội thanh niên Thượng Hải Cử hành giải cờ tướng toàn thành Ta đoạt được quan quân cũng đã 21 tuổi Nhưng tiểu hồ hiện giờ chỉ mới hơn 14 tuổi Từ đó có thể thấy Kỳ tài như tiểu hồ như vậy Từ triều thanh đến hiện tại Có thể nói là chưa có Chưa từng có Độc nhất vô nhị Người tại tọa Nghe được hai vị tiền bối Nói ra những lời tiêm gan đã vô cùng tán thưởng tiểu hộ lãnh đạo thành phố và lãnh đạo ủy ban thể thao thành phố lúc phát biểu tại lễ bế mạc cũng đặc biệt cường điệu biểu hiện xuất sắc của tiểu hộ lúc tiểu hộ lên đài lãnh thưởng cả hội trường đã thưởng cho cậu một tràng pháo tay thật lâu như gió lốc mưa bão 吃，串打，吃，独双<说>，吃，吃。 是，将军，吃军，将军，将军，再将。 Như vậy là hồi thứ 15 của Hồ Vinh Hoa Tượng Kỳ Nhân Sinh trên kênh Cao Thủ Cờ Tướng đến đây là hết. Xin kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị cùng chưa quý kỳ hữu. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.